Cúng cụ để giàu sụ. Thương nhân và thần tài. Con xin ngài phù hộ cho con làm ăn phát đạt, buôn may bán đắt. Cả ngày không được một người hỏi thăm ông ạ. Hàng trong kho từ Tết ra mới bán được phân nửa. Đóng cửa ăn cơm đi ông. Giờ này không có ai vào nữa đâu ạ. Ta đã thành tâm khấn vái thần tài rồi. Chắc chắn ngài sẽ phù hộ. Chẳng mấy chốc, cửa hàng chúng ta sẽ đầy khách đấy. Ông ơi! Ông ơi! Hả? Con Nam Mô A Di Đà Phật, con trăm ngàn lạy thần tài, ngài hãy rủ lòng thương, cho cửa hàng con được đông khách, kẻ mua người bán nhộn nhịp, cho con được phát tài, buôn một bán mười. Con xin hậu tạ hết lòng. Mời quý khách vào xem hàng chất lượng cao đây. Cửa hàng này cũ kỹ, xấu xí, thì lấy đâu ra quần áo đẹp cơ chứ? Cầu mong thần tài phù hộ cho con đông khách như cửa hàng bên kia. Con xin đội ơn ngài. Chà, khói thế không biết. Hay là chưa đủ lễ nhỉ? Thằng Mít đâu rồi nhỉ? Dạ, con đây ạ. À. Mày ra chợ mua thêm vạn hương, trái cây về, để ông thắp hương nhé. Dạ, con đi ngay. Con thành tâm cầu xin thần tài phù hộ, mang tài lộc cho con buôn may, bán đắt, đông khách, phát tài. Con xin hậu tạ ngài vô cùng. Thần tài ơi thần tài, có ngày nào con không cúng tiếng, hậu tạ ngài đâu, không tiếc ngài thứ gì. Con thành tâm, thành lòng, vậy mà ngài không chút động lòng, giữ ngài làm chi đây? Này thì thần tài này. Cái gì thế ông? Ông ơi, con hiểu ra rồi. Mày hiểu cái gì? Hóa ra của cải nằm trong thần tài, chỉ cần đập nát là chúng ta sẽ có được. Thế thì sao? Nghĩa là thần tài muốn bảo rằng, để làm ăn thịnh vượng, không phải chỉ bằng khấn vái, mà phải biết mạnh dạn hành động thay đổi hoàn cảnh, thay đổi chính mình. Mai ông nên trang hoàng lại cửa hàng, mua thêm đèn, treo lại cái biển cửa hiệu cao lên, lấy hàng mới về, như cửa hàng bên kia đó. Để tao xem, có lẽ cũng phải thay đổi. Lần sau quý khách lại đến nữa nhé. Chúng tôi sắp có mẫu hàng mới đấy. Sùng bái không bằng hành động. Chúng ta không thể ngồi chờ đợi vào may mắn và sự giúp đỡ của người khác. Để có thể thành công, chúng ta phải tích cực lao động và học hỏi. Con trâu yêu quý. Dần đã đi cày về rồi đó à? Trời có nắng rồi, tôi cho trâu về nghỉ. Cả làng này ai cũng biết lão Dần có con trâu béo, lông mượt, khỏe mạnh. Lão ấy yêu trâu như yêu con vậy. Ừ, lúc nào cũng thấy lão ấy với con trâu như hình với bóng.
trâu vàng trâu bạc của ta. Cố gắng ăn cho nhiều cho khỏe nhé con. Để xem, con trâu kia sẽ thuộc về ta. Trâu yêu quý, hôm nay ông có chút việc lên huyện. Trâu ở nhà ngoan nhé, chốc ông sẽ về sớm cho trâu ăn. Hay quá, lão Dần đi rồi, phải tranh thủ nhân cơ hội này. Nhanh nào, kéo ai phát hiện ra thì tôi. Trâu ơi, trâu vàng trâu bạc của ta ơi, trâu yêu quý của ta ơi, con ở đâu rồi? Con ơi, con thấy trâu của lão không? Ông Năm ơi, ông có thấy con trâu của tôi không? Vừa sáng nay tôi đi lên huyện có chút việc mà có đứa nào nó vào trộm mất trâu của tôi, con trâu yêu quý của tôi. Phải con trâu Mộng hay đi cùng bác không? Trời ơi, vậy là sáng nay tôi nhìn không nhầm rồi. Sáng nay tôi thấy ông Lý Béo làng bên dắt một con trâu giống của nhà bác. Vậy hả? Hay con trâu nhà tôi sống ra, hắn dắt hộ, để tôi sang đó xin lại trâu. Cảm ơn cô ba nha. Này ông, trâu trong chuồng nhà tôi là của tôi. Ông nói vậy khác gì nói tôi ăn trộm. Nhà tôi có cả chục con trâu, cần gì tôi phải đi ăn trộm của ai? Nếu ông không trả trâu cho tôi thì tôi lên thưa kiện với quan sở. Ông thưa đi, tôi sợ gì? Trâu này là trâu của tôi, nhà tôi có cả chục con trâu béo khỏe, tôi không thèm trộm con trâu của ai cả. Nếu quan không tin thì tôi sẽ nói rõ từng đặc điểm của trâu cho mọi người nghe. Nếu tôi nói sai, tôi xin trả lại con trâu ấy và bồi thường 30 đồng bạc cho ông Dần. Con trâu của tôi có hai chiếc sừng cong vuốt, sừng bên trái thấp hơn sừng bên phải hai đốt tai. Giữa đầu có cái xoáy lớn, trên người trâu có tổng là 7 cái xoáy khác nữa. Kiểm tra những đặc điểm mà lão Lý vừa nói. Tuân lệnh đại nhân. Dạ thưa quan, đúng như lời ông Lý miêu tả, không sai một đặc điểm nào. Đã bảo là nuôi trâu thì tôi phải thuộc lào đặc điểm của trâu chứ, chứ không phải như ai kia. Lão Dần, lão có nhớ đặc điểm nào của con trâu không? Dạ thưa quan, nuôi trâu từ bé đến lớn, có bao giờ tôi đo đếm trâu đâu. Tôi chỉ biết mỗi lần tôi vuốt ve nó thường liếm lưỡi hai bên, rồi cọ cọ đầu vào người tôi. Theo như quan thấy thì lão Lý đã nhớ được nhiều đặc điểm của trâu. Quan xử trâu là của lão Lý. Đa tạ quan lớn. Vậy tôi xin phép dắt trâu về ạ. Oan quá quan ơi, con trâu này đích thị là của lão. Lão coi trâu như con, xin quan xét xử lại. Tránh ra, vớ vẩn, trâu này là của tôi. Sao ông không nhớ rõ đặc điểm của con trâu đi? Thường người ta nuôi trâu, ít ai chú ý đo đạc, đếm khoái trâu. Nay bác kia lại nhớ rất kỹ về trâu của bác thì tôi nghi ngờ lắm. Ông này lạ quá, người ta nuôi trâu phải nhớ kỹ đặc điểm của nó chứ, giống như nuôi con. Người ta phải biết đến từng nốt ruồi, cái sẹo của con mình chứ. Được rồi, ta đã có cách để biết con trâu này là của ai. Dạ, dạ. Lão Lý, lão có nhận ra con trâu này của ai không? Con trâu này trông quen quen, hình như là trâu tôi mà. Hình như là thế nào? Con trâu đó ta cho lính đến tận chuồng nhà lão dắt đến đây. Bây giờ lão hãy nói cho ta đặc điểm của con trâu này. Nếu đúng thì ta quả quyết con trâu này và con trâu kia đều là của lão. Dạ, con trâu kia có hai cái sừng, bốn cái chân, hai chân trước đi trước, hai chân sau đi sau. Dạ. Nó có bao nhiêu xoáy, dài sừng bao nhiêu, lão nhớ không? Dạ, quả thật là tôi không nhớ. Vậy mà lão nói là trâu lão nuôi, lão phải biết rõ đặc điểm của trâu. Lão quá, rõ ràng lão ăn trộm trâu của lão Dần.
cố tình điềm khoái, đo đạc, hòng làm cho chủ trâu thấp lý thua kiện. Giờ ta xử lão phải trả lại trâu cho lão dần và bồi thường 30 lạng bạc như đã hứa. Chàng ca sĩ Nghiệp Dư. Tiếng hát hay quá. Các anh chị mua kẹo cao su ăn cho thơm miệng nào. Để cho tôi một phong kẹo nào. Hay quá, hay quá. Chẳng thua gì ca sĩ chuyên nghiệp cả. Anh ơi, chụp cùng em một tấm hình. Anh ơi, cho em xin chữ ký với. Hôm nay có sao tới. Không hát tiếp được đâu. Các cậu đi chỗ khác đi. Nhanh lên nào, không ca sĩ Đức Minh đi vào trong mất. Cậu có sao không? Tớ không sao đâu. Bộ loa hỏng mất rồi. Thế này thì còn làm ăn gì nữa. Thôi về nghỉ sớm đi, mai tính tiếp. Cướp, cướp. Ông trời ơi, tại sao người lại đối xử bất công với con như thế? Cơ làm sao mà cậu lại than trách trời như vậy? Ông ở đâu hiện ra vậy? Ta là Bụt. Ông Bụt ư? Chẳng phải chỉ có trong truyện cổ tích thôi sao? Ta có ở khắp nơi, khi nơi đó có ai cần đến ta. Vậy là cụ có thể cho con những điều ước phải không? Đúng, giờ cậu muốn gì? Con cũng đi hát như người ta, nhưng sao con bị xua đuổi đánh đập? Còn người ta thì được bao nhiêu người chào đón ngưỡng mộ. Con không muốn làm một ca sĩ vô danh nữa. Con muốn được một lần làm ca sĩ nổi tiếng biểu diễn trên sân khấu lớn. Được. Xem này, trang nhất của các báo hôm nay toàn đăng ảnh của anh cùng album mới ra thôi nhé. Chiều nay chúng ta sẽ có buổi họp báo, rồi đi gặp các nhà sản xuất. Buổi tối thì biểu diễn ở sân khấu An Hòa. Anh Quân, anh Quân, anh Quân, anh Quân, anh Quân, anh Quân. Một tháng sau. Quân ơi, xong chưa? Đi nhanh nào. Tôi ra ngay đây. Ước gì được ngủ một giấc đến chiều tối thì tốt. Một tháng nay toàn là chạy show thật mệt mỏi. Đây là lịch trình làm việc của tuần này, anh xem đi. Quân, anh có nghe tôi nói không? Ừ, tôi biết rồi. Trời, không được nghỉ một ngày nào ư? Anh xem có thể bớt một vài chỗ không quan trọng không? Chứ cả tháng nay chạy show rồi, tôi chẳng có lấy một giấc ngủ trọn vẹn. Không được, tôi đã nhận lời họ rồi. Với lại đây là thời kỳ huy hoàng, anh phải tận dụng mà quảng cáo tên tuổi chứ. Tôi sẽ sắp xếp cho anh nghỉ sao? Anh về nghỉ ngơi đi, mai tôi sẽ đón anh sớm. Quân, có phải Quân không? Trời ơi, Tú phải không? Lâu quá không gặp anh, nhìn anh khác quá. Còn tôi thì... Có gì đâu, vào nhà tôi nhé, chúng ta uống vài chén. Tôi sợ không tiện, hay ra ngoài quán nhé. Ừ. Vào đi. Giờ này anh vẫn còn ngủ được cơ à? Anh xem đi. Cái gì đây? À, cái này à, bạn bè cũ lâu không gặp nhau nên có hơi quá chén tí ấy mà. Quá chén? Chỉ cần một lần quá chén của anh là chúng ta gặp biết bao nhiêu là rắc rối. Anh có biết các nhà báo bao vây kín bên ngoài, phải khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi bọn họ để lên đây không hả? Anh đừng có quá đáng như vậy. Anh là gì mà có quyền nói tôi như vậy chứ? Tôi là quản lý của anh. Tôi có quyền quản lý tất cả các thứ thuộc về anh. Tôi sẽ nói chuyện sau với anh. Còn giờ anh hãy thay quần áo đi. Chúng ta có một cuộc họp báo. Anh nhớ thể hiện cho tốt vào. Vậy là từ giây phút này, anh không còn là quản lý của tôi nữa. Anh định đi đâu? Còn buổi họp báo thì sao đây? Trời ơi! Sao ông trời cứ thích trêu đùa ta vậy? Đây chẳng phải là cuộc sống mà con từng mơ ước ư? Đúng vậy,
nhưng làm người nổi tiếng thật mệt mỏi, chẳng có tự do, chẳng được là chính mình. Cuộc sống của mỗi người luôn có những điều người ta không vừa ý. Có người thiếu tiền bạc nhưng thừa sự tự do. Có người thèm khát một cuộc sống tự tại trong khi thừa thải vật chất. Vậy nên, mỗi người muốn sống vui vẻ nên cố gắng đạt được những điều tốt nhất trên cuộc đời của chính mình. Vâng, con hiểu rồi thưa cụ. Xin cho con trở lại cuộc đời của chính con. Trong cơn mưa. Tuấn, mẹ nghe nói con đang qua lại với con bé Hà ở trọ nhà bác Lâm trong ngõ đấy phải không? À, sao mẹ biết hay vậy? Mẹ cũng thích cô ấy đúng không ạ? À? Con đang định đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ. Bố mẹ xem hôm nào thì được ạ? À? Mẹ nghĩ là không cần đâu. Con cũng đừng qua lại với cô gái đó nữa. Bố mẹ không bằng lòng đâu. Sao mẹ lại nói vậy ạ? À? Con khờ quá đi. Mẹ nghe nói nó là trẻ mồ côi. Vào đời sớm. Ngày nào cũng đi đêm về hôm, lối sống không được lành mạnh. Người như vậy không hợp với gia đình gia giáo như nhà mình đâu con à. Không lành mạnh ư? Mẹ à, đó chỉ là những lời dèm pha không có chứng cứ. Cô ấy là người tốt, lại chăm chỉ, sống tự lập. Con sẽ không bỏ cô ấy đâu. Con không bỏ thì bố mẹ cũng không đồng ý. Mẹ con nói đúng đó. Bố mẹ đã sắp xếp cho con một đám khác, là con gái của một người quen của mẹ con. Tối nay chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau để con gặp gỡ làm quen luôn. Kìa bố mẹ. Đừng làm trái ý của bố mẹ. Cô gái này có gia thế đàng hoàng. Mẹ nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho con và cho cả gia đình ta. Nhưng mà... Không nhân nhị gì hết. Bố mẹ đã sắp xếp, con đừng có làm hỏng việc đó. Con sẽ tới vì giữ phép lịch sự với người ta. Nhưng con sẽ không bỏ Hà đâu ạ. Thôi con chào bố mẹ, con đi làm đi. Bà hẹn con bé mấy giờ mà giờ này vẫn chưa thấy tới? Tôi hẹn lúc 6 giờ. Con bé nói sẽ tới đúng giờ hẹn mà. Chắc con bé bị tắt đường thôi. Chúng ta đã đợi 30 phút rồi đó mẹ. Ừ, để mẹ gọi con bé xem sao. Lỡ có sự cố gì trên đường nên nó chưa tới được đó thôi. Ngọc hả con tới đâu rồi? Cả nhà bác đang đợi con ở nhà hàng rồi này. Dạ bác, chỗ con trời đang mưa quá, con chưa có đi được. Con vẫn ở nhà sao? Dạ con vẫn ở nhà. Con sợ đi trời mưa bẩn hết quần áo, trôi hết lớp trang điểm. Hay hai bác và anh cho con buổi khác được không ạ? À? Chứ con ngại ra ngoài trời mưa lắm. Ờ, cái con bé này, việc bé xíu như vậy cũng không làm nổi chứ. Bố mẹ, vậy thôi, đằng nào con cũng có việc phải về trước. Bố mẹ cứ ở lại ăn xong rồi về nhé. Con lại đi gặp cái Hà chứ gì, không được đâu đấy. Đâu có, con có việc thật mà. Nhưng con nghĩ cô gái bố mẹ định giới thiệu không phù hợp với con. Hôm nay cô ấy cũng đâu có tới. Không đứa này thì đứa khác. Nhưng bố mẹ không chấp nhận chuyện yêu đương của con với con bé Hà đâu. Người bị nói những lời không tốt thì chắc chắn là không tốt. Không có lửa làm sao có khói. Bố mẹ mới chỉ nghe người ta nói vậy thôi, chứ đã tiếp xúc với cô ấy đâu. Con tin là gặp cô ấy rồi, bố mẹ sẽ nghĩ khác thôi. Không có chuyện đó đâu con. Thôi không ăn uống gì nữa, về thôi. Bố mẹ đứng ở cổng chờ con chút. Con ra gọi xe taxi cho bố mẹ. Còn con đi xe máy về ạ. À? Khổ thân bà cụ, trời mưa vậy mà không có gì che hết. Chị ơi, bán cho em một chiếc áo mưa. Bà mặc vào đi ạ. À? Mưa như này, bà dầm mưa sẽ cảm mất. À, cảm ơn cháu. Thôi, bà đi cẩn thận nhé. Cháu chào bà. Thanh niên trẻ bây giờ ít có ai làm được những việc tốt và ý nghĩa như vậy lắm. Phải đó, đứa nào cũng chỉ lo sống cho riêng mình thôi à. Hơi mưa chút đã lo bẩn, lo ướt rồi. Cả thằng con mình nữa đó, không biết nghĩ tới cảm giác của bố mẹ gì hết. Cứ nhất định gặp gỡ con bé kia, rồi lại khổ thôi.
Ơi, xe tới rồi ông, mình về thôi. Cô gái kia... Ông ơi, chẳng phải đó là cô gái vừa choàng áo mưa cho bà cụ trên đường sao? Sao thằng Tuấn lại quen nhỉ? Ừ ha, đúng là cô gái đó rồi. Mà nhìn dáng quen quen, không nhẽ là... Là con bé Hà sao? Thôi bà à, trời không chịu đất thì đất thử chịu trời xem sao. Có lẽ con trai của chúng ta cũng là đứa biết nhìn người. Tôi nghĩ chúng ta nên cho bọn trẻ một cơ hội, bà thấy sao? Vâng, có lẽ nên vậy ông ạ. Chúng ta nên gặp con bé sớm thôi. Lời hứa từ đại dương. Xem này Nina, đố em làm được thế này đấy. Thì con mới nhảy cao được như anh đi. Nếu con thôi đừng phàn nàn nữa, mà chăm chỉ luyện tập đi, thì chẳng mấy chốc con còn nhảy cao hơn anh đấy. Anh đi, quay lại ngay. Chà, cái gì to thế ba nhỉ? Tất cả lùi lại đi. Hình như đó là một công trình rất quan trọng của con người. Chao ơi, hùng vĩ quá, con người giỏi thật đó. Ba bảo loài cá heo chúng ta rất thân thiện với con người mà. Nhiều lần ba và các chú còn cứu người nữa cơ mà. Tại sao chúng ta phải tránh nơi đó hả ba? Chuyện của con người rất phức tạp, chúng ta không thể hiểu hết được đâu. Chúng ta chỉ cần sống bình yên, họ gặp nạn thì chúng ta cứu giúp. Đi ăn nào các con, hai đứa không đói à? Anh đi, lại đi đâu rồi? Bơi một mạch khỏi khu vực này ngay. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra hả con trai? Mẹ, là lỗi tại con. Tại con cứ thích bơi đến gần con tàu đó của con người. Con đã không nghe lời ba. Chắc là ba con bị thấm độc từ những vệt dầu tràn trên biển rồi. Ông ấy đang rất mệt, không biết có qua khỏi không. Ba, con xin lỗi ba. Con sẽ không bao giờ tới gần con người nữa. Họ xấu như vậy, tại sao lần nào có người gặp nạn trên biển ba cũng cứu họ? Anh đi, nghe bà nói này. Cuộc sống này luôn có nhiều mặt khác nhau. Con người không phải ai cũng xấu. Mỗi khi có người gặp nạn, nếu có thể giúp đỡ, ta không thể làm ngơ. Đó cũng chính là sứ mệnh của loài cá heo chúng ta. Hứa với ba, con sẽ sống và giúp đỡ người khác hết khả năng của mình. Có sao không? Dù vẫn
hướng dẫn loài người về những vệt dầu loang trên biển năm ấy. Nhưng con đã sống và giúp đỡ họ bằng tất cả khả năng của mình, ba ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!